Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em là một con 707 xanh xui cực rất là mới như thùng xốp này. 707 XDCAT hiện nay là chuyên có công suất là 320W, chuyên trị những dòng loa audio đi ra tông bass 30, và đặc biệt em nó là grip đỉnh nhất của dòng 180 ba la mã và 180A. Anh em Hà Nội săn lùng em này để ghép với loa 180 hết thuốc luôn nha anh. Sau đây mình sẽ ghép với cái lọc xanh xui luôn, SE8 hồi gỗ luôn nha anh em, rất hợp lọc này để hợp với mấy dòng mạch gương và ít được cát thì rất là hay anh em. Đây là chưa qua lạc nha. Mình sẽ vô lẹp cho anh em nghe nha. Rất là hay. Không có lẹp nha nè, lẹp có năng tiếng rất là hay. Hay bấm lên này. À, lọc này là em về được 2 chiếc nha, có hồi gỗ cho anh em rất là đẹp, giá là 6,8 triệu bao ship, còn 707 được cắt là giá 13,5 triệu bao ship toàn quốc. Tắt lẹp. Đó. Bật lẹp nha.